Mình sau đây mình xin hướng dẫn bạn cách mở cái SD-CAM 4000 Wi-Fi. Tại vì cái SD-CAM mà nó bị hư cái nút OK này, nó bị lờn rồi, nên mình tháo ra mình xem coi mình sửa được hay không. Thì các bạn xem đây, mình đã tháo rồi này. Đấy. Đó. Camera sẽ như thế này. Mạch này này, nút mode này. Đó. Và trình tự tháo thì mình xin hướng dẫn lại, tại vì giờ mình mới tháo là mình biết được. Là thứ nhất là cái mặt này nè. Đây, đây là cái mặt. Đây là cái góc. Tất cả là 5 góc. Cái mặt này nè, mặt trước của nó nè. Đó, đây là cái mặt trước của nó. Đó, mặt trước của nó. Mặt trước đó thì có cái này ống kính nữa, thì lắp vào đây này đấy. Nó như này nè. Ờ. Đấy. Thì đầu tiên á là mình nó lấy như nó vậy nè. Nó như vậy. Đó. Nó như vậy thì mình lấy con dao á, mình nạy phía này lên nè. Mình nạy phía này lên là nó sẽ bung ra. Đúng không? Mình nạy phía này lên là nó sẽ bung cái nắp này ra đó, bung cái nắp này. Bắt đầu mình dặn ốc ra, dặn ốc, nhưng mà cái chỗ này nó kẽ lắm nha. Cái chỗ này là cái chỗ mà cái vòng tròn mà nó đè lên cái hâu kính này nè. Đó, nó kiểu như hai cái bát, nó nắp vào hai bát nè. Đó, là hai bát không, nó lấy cái bát một này đó. Nó đè vô nó giữ này, gỡ kỹ không là gãy quá. Gỡ ra nó sẽ có hai ngóc này nữa. Giờ mình gỡ luôn ngóc này. Tổng cộng là 6 con ngóc. Đó. Đây. Mình mở ra cái mạch rồi đây. Mạch của nó đây. Đấy, các bạn thấy đấy, mạch của nó này. Giờ bắt đầu mình tìm nguyên nhân tại sao cái nút OK của nó bị hư này. Tức lắm các bạn, cái kỳ đó mình chơi, mình chơi ngu, mình làm rớt xong cái tự nhiên cái nút OK bấm không được luôn. Đấy, đây là cái SD-CAM 4000 của mình, Wi-Fi đời thứ 2 bên Sình 2. Giờ cái khung này không biết làm sao đây bạn. Thì mình đã mò ra được cái chỗ mà mình đã bị hư, đó là cái nút OK này này. Đấy, cái nút OK này thì nó bị lạch ra khỏi cái này. Đấy, mình bấm mình sẽ nghe cách cạch nè. Đó, không, mình bấm mình sẽ nghe cách cạch cạch. Thì mình bị hư cái nút đó nên mình cái nút OK mình lúc bấm được lúc không, rất là bực mình. Mò thì đúng cực luôn, rất mệt, mà mạch bên trong rất là kinh khủng đấy. Các bạn hãy coi ha, này chip nó đây nè, camera này, cầm camera rất là dài, cục pin mình lắp vô thử đấy ra. Đấy, các bạn coi thử xem. Thấy không? Giờ mình bắt đầu mình lắp vô lại và camera mình sẽ như mới. Giờ lắp vào. Đấy, mình đã gỡ xong cái SD-CAM rồi đây. Rồi bạn sẽ thấy. Trời ơi, rất là khó khăn. Mình gỡ nó đứt hết dây rồi, ngày mai hàng lại thôi, là fix được cũng
Fix được lỗi của cái nút OK là phải dán mấy bằng keo mới, mấy bằng keo vàng này đó. Và cái đồ này chậm lên cái nút mà bậc 7 này nè. Đấy, nút bây giờ nhà nè, nó bị hết keo rồi. Cái mình thay đi lấy bằng keo điện ấy, mình bằng keo điện cái lượng keo nó nhiều. Đấy. Rồi gỡ ra từ cái hộp này đúng đúng điên luôn. Lúc đầu là đi dính chặt trong này nè. Đó. Cái mình phải mò ra cái màn hình. Mình lấy dao này. Đó. Cái màn hình nó dính gì nè. Lần đầu nó sẽ dính như thế này. Như thế này đó. Mình khoan đi một cái đường này nè. Cái mình nại lên. Nại thì đây là keo nè. Nó dính nè, keo. Gỡ ra rồi sẽ được cái màn hình LCD như thế này, rất là cute nha. Đây, màn hình LCD của nó cẩn thận lắm luôn. Giờ mình phải để đây để mình đem đồ lên, ngày mai mình có đồ nghề mình bắt đầu mình hàn lại cái chân này bị đứt lúc mình gỡ ra đó, mình gỡ ra nó bị đứt cái dây vàng này nè. Cái vàng này nó bị đứt rồi nên bấm OK cũng không được. Thử giờ mình thử gắn pin vô thử coi. Cài vô rồi. Bấm lên. Đây, nút này nút mod này. Mod. Đó, lên đèn. Bạn thấy màn hình, giờ mình cả cái nút vàng rồi. Nút vàng cái dây vàng nó không có hàn vô nên đó, nó quay rồi đấy. Yes, mừng lắm, mình đang mừng là nó quay rồi. Cậu mong là mai nữa. Lúc điều chỉnh lên xuống rồi. Nó bị chạm mạch hay sao nó cứ tự tắt đi. Nó đây là mặt của anh chị cam đấy các bạn. Nhiều là nhiều IC. Mặt thì mặt gì mình cũng không biết luôn. Camera đây. Nhảy mặt liên tục thôi. Do tắt nãy giờ là hai cái dây chập nhau. Để mình gỡ rối cái này ra không hư mạch hết.